Sau bộ tháng phản ứng hạn chế với cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk, Nga đã bắt đầu tăng tốc phản công. Nga hiện đã giành lại hơn 10 khu định cư ở Kursk, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch đột kích ở Kursk vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo trang tin Fox Nga điều động gần 30.000 binh sĩ đến vùng Kursk, trong đó dường như có cả các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner được trang bị và huấn luyện tốt hơn. Do vậy, không cần rút quá nhiều nguồn lực từ chiến trường Donetsk, Nga vẫn có thể gài bẫy được lực lượng Ukraine và trang thiết bị phương Tây dồn đến Kursk. Dây thòng lọng sẽ thắt chặt trong những ngày tới. Chiến lược của Nga trong cuộc xung đột là có phương pháp và có tính toán. Họ cho phép các thiết bị NATO mới mua và lực lượng Ukraine vừa được huấn luyện di chuyển vào khu vực Kursk mà không làm giảm tiến độ thực hiện cuộc tấn công Donetsk, nơi bộc lộ những điểm yếu của Ukraine. Trong khi Pokorosk có nguy cơ thất thủ, chiến dịch đột kích của Ukraine ở Kursk cũng đứng trước viễn cảnh hụt hơi. Ở Kursk, các lực lượng Ukraine đang bị mắc kẹt cùng với các thiết bị phương Tây, khiến họ có nguy cơ bị bao vây. Tổn thất nhân lực và thiết bị ở Kursk có thể cản trở khả năng của Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tương lai. Nếu Nga thành công trong việc giành lại lãnh thổ, nước này có thể tước đi lợi thế át chủ bài của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào sau đó. Thưa quý vị, hôm 17 tháng 9, lực lượng vệ binh quốc gia Nga tuyên bố đã tham gia chiến dịch đẩy lùi quân Ukraine ở tỉnh Kursk và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Tuyên bố của lực lượng vệ binh quốc gia Nga nêu rõ, trong quá trình tìm kiếm và trinh sát ở tỉnh Kursk, đặc nhiệm của lực lượng vệ binh quốc gia Nga khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu như một phần của các biện pháp chống khủng bố và hành động phối hợp với các nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật khác đã hạ gục một nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Lực lượng này cho biết họ đã được người dân địa phương báo tin về một nhóm quân Ukraine trong khu rừng gần một khu định cư, lực lượng vệ binh quốc gia nga thông tin thêm các chiến binh của lực lượng vệ binh quốc gia nga đã đến khu vực trên tiến hành trinh sát bằng máy bay không người lái và bắt đầu thực hiện các hoạt động tìm kiếm trong quá trình tìm kiếm đối phương thông tin nhận được là nhóm này đã di chuyển vào một khu định cư lực lượng vệ binh quốc gia nga đã truy đuổi nhóm dân tộc chủ nghĩa ukraine và đẩy họ vào một cuộc phổ kích dẫn đến việc hạ gục đối phương theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu rừng vẫn tiếp tục nhằm xác định và tiêu diệt các nhóm quân của đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động tiêu diệt các đơn vị của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 tuyên bố Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã giành lại các ngôi làng Uspenoka và Boroki, lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy 1 km và khoảng 4,7 km tuyên bố cũng cho biết lực lượng nga đã đẩy lùi năm cuộc phản công của ukraine gần các khu định cư ở Kursk. bộ quốc phòng nga cho hay nhóm chiến đấu phía bắc tiếp tục tấn công và giành lại các khu định cư uspenoka và bodoki Ngoài ra, quân nhân Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ sở số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường công số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129, gần Libimoka, Novovanoka, Darino, Nikolo Darino, Tolstoy Lug, và Pokorovsky. Theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.800 quân nhân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô. Chỉ trong một ngày qua, Kiev đã mất hơn 350 binh sĩ và 13 thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe tăng theo hướng Kursk. Hãng tin Reuters cho biết xe tăng phương Tây và thiết bị quân sự Ukraine bị các lực lượng liên bang Nga bắt giữ tại Ukraine đang được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại rostov on don ở miền nam nước này và sẽ mở cửa cho công chúng tới ngày 22 tháng 9. Người dân liên bang Nga đã đổ xô đến cuộc triển lãm để xem những chiếc xe tăng phương Tây bị bắt giữ. Bên lề sự kiện, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã mở một văn phòng tuyển quân, nơi những tình nguyện viên có thể đăng ký tham gia lực lượng vũ trang chiến đấu tại Ukraine. Trung sĩ Kirin Pakomov, một sĩ quan tuyển quân của quân đội chia sẻ với hãng tin Reuters rằng sau các sự kiện ở tỉnh Kursk, số lượng người sẵn sàng gia nhập quân đội đã tăng lên. Trước đây không tệ, nhưng bây giờ thậm chí còn cao hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jens Stoltenberg vừa thông báo, vào cuối năm 2024, Ukraine sẽ nhận được một lô máy bay chiến đấu F-16 khác từ Đan Mạch. Vì lý do an ninh, ngày và số lượng máy bay trong đợt chuyển giao mới không được tiết lộ. Bộ trưởng Joem Lamponson nhấn mạnh, Đan Mạch đã cam kết cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Những chiếc máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho Kiev vào đầu tháng 8. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh LBC, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng bất kỳ quyết định cụ thể nào về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga đều phải do từng đồng minh đưa ra. Ông Stoltenberg tuyên bố, các đồng minh phải tự đưa ra quyết định cụ thể về cách thức sử dụng vũ khí của họ. Các đồng minh có chính sách khác nhau trong vấn đề này. Trước đó, tại một cuộc họp Ủy ban quân sự của NATO, cơ quan có thẩm quyền quân sự cao nhất của Liên minh, Chủ tịch Ủy ban này là Đô đốc Rob lập luận rằng, luật về xung đột vũ trang đã trao cho một quốc gia quyền tự vệ và quyền này không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí đô đốc Rob Bauer phát biểu về mặt quân sự có một lý do chính đáng để thực hiện những cuộc tấn công đó để làm suy yếu các tuyến hậu cần nhiên liệu đạn dược của đối phương phục vụ cho tiền tuyến